Anh Đinh Ngọc Bền, 43 tuổi, thành phố Thủ Đức, từng là một chủ doanh nghiệp tư nhân về thiết bị máy tính trước khi trở thành một shipper gần 4 năm nay. Do gặp biến cố kinh doanh, công ty anh phá sản. Với anh, nghề tài xế công nghệ như một công việc giúp anh lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Thật sự anh cũng không còn trẻ, anh đã 40 mấy ngoài rồi. Thì bây giờ từ lúc anh mà phá sản rồi, trắng tay rồi, kêu mà lập nghiệp lại nó cũng hơi bị khó. Mà kêu đi làm lại cho một công ty nào đó thì mình cũng rất là khó. Tại vì cái trình độ của mình với cái mọi cái mình đang có là mình phải là từ cấp quản lý trở lên mình mới làm được. Còn bây giờ đi vô làm lính lại cho một cái người khác thì cái tâm lựa chọn tâm lý của mình không thể chấp nhận được. Và bây giờ đi làm một cái công ty mà lương khoảng 8 đến 10 triệu thì mình có thể là cũng có thể là sống được đi. Nhưng mà mình muốn thêm thu nhập lại không có kiếm thêm được. Còn đối với cái nghề công nghệ này thì thí dụ như anh hoạt động 8 tiếng đồng hồ một ngày thì một tháng anh có khoảng 10 triệu. Thì bây giờ anh muốn có thu nhập nhiều hơn thì anh có thể tăng cái thời gian hoạt động của anh lên 12 tiếng chẳng hạn, thì anh sẽ có thêm khoảng 15 triệu hoặc là 16 triệu gì đó để mình lo cho gia đình, thì nó đỡ là đỡ cái khoản đó. Theo nền tảng việc làm tốt thống kê, ngay cả khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, nhu cầu đăng tin tuyển đối tác của các hãng xe công nghệ chưa hề giảm. Ngay khi hoạt động sản xuất phục hồi, nhu cầu này liên tục tăng. Mặc dù giãn cách nhưng nhu cầu sinh hoạt vẫn có, và người ta đã chuyển dịch từ mua bán tại chỗ sang mua bán qua mạng. Thì cái nhu cầu về cái việc giao hàng tận nhà là nó chỉ tăng và tăng thôi. Nên là từ tháng 5 đến giờ cái nhu cầu shipper giao hàng, đặc biệt là xe hai bánh để giao đến tận nơi á, nó cứ tăng mãi đến giờ. Và bên việc làm tốt thấy, dự báo thấy là cái nhu cầu tuyển dụng shipper nó vẫn sẽ tiếp tục tăng trong 6 tháng tới, và cả công nhân luôn. Và đặc biệt là nhìn thấy cái sự nhu cầu tuyển dụng nó tăng vô cùng mạnh mẽ ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Long An, thể hiện ra cái mức lương ở khu vực này rất là cao. Bởi vì các công ty giao nhận họ có nhu cầu rất lớn tuyển ở những cái khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Long An này, nhưng khó tuyển dụng hơn thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Vào thời điểm cuối năm này thì nhu cầu sử dụng dịch vụ của đi lại bằng xe hai bánh cũng như là bốn bánh thì tăng rất là đột biến, cũng như là các cái dịch vụ khác như là dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến hay là giao nhận hàng thì cũng là đồng loạt đều tăng. Nhu cầu này thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ tăng trong cái giai đoạn Tết Nguyên Đán này. So với những năm trước thì năm 2021 và đặc biệt là dịp Tết này thì có rất là nhiều biến động đáng kể. Thì để gia tăng cho nguồn cung tài xế trong cái dịp sát Tết này, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng, thì Gojek chúng tôi cũng tuyển dụng các đối tác tài xế hai bánh và bốn bánh trong thời gian vừa qua. Lượng các tài xế đăng ký mới và kích hoạt thành công thì cũng tăng đều đặn và ổn định trong tuần vừa rồi. Khảo sát trong nửa tháng 1 năm 2022 cho thấy có khoảng 22% lao động nghỉ việc sau Tết nếu các doanh nghiệp không trả thưởng Tết lương tháng 13, đặc biệt là những lao động cộng tác với doanh nghiệp dưới 2 năm. Con số này sẽ giảm một nửa trong trường hợp doanh nghiệp vẫn trả thưởng và lương tháng 13, dù mức thưởng không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, ngành shipper và tài xế công nghệ có đặc thù là quan hệ với công ty theo hình thức đối tác, khó để áp dụng lương thưởng như người lao động thông thường. Hiện tại giống như năm nay là do năm dịch, cho nên mình cũng không có đòi hỏi gì hơn được hết. Giống như những năm trước thì kinh tế nó ổn định, thì những cái ngày cận Tết như thế này thì Grab thường hỗ trợ anh em bằng cách là tăng trên mỗi cuốc xe của tài xế chạy thêm 10.000, 5.000, 10.000 mỗi cuốc xe, vậy thì cũng là một cái khoản tiền không ít. Nhưng mà riêng năm nay thì mình không thể đòi hỏi được. Nói chung ra là ai cũng vậy hết, nếu mà là người dân có lao động có một cái bình thường hết thì người ta đều cảm thấy là bây giờ là mình phải chịu khổ, chịu khó chung với nhau hết. Kết quả khảo sát người tìm việc trên trang Việc Làm Tốt, người lao động đã bắt đầu quay trở lại tìm việc từ đầu tháng 1 năm 2022. Trong đó, có 64% người thất nghiệp vẫn ở tại nơi thành phố, địa phương làm việc trước đó. Khoảng 20% người tìm việc hiện vẫn ở quê và đang tìm kiếm cơ hội để quay trở lại các thành phố hay khu công nghiệp. Người lao động phổ thông nói chung và lực lượng tài xế công nghệ nói riêng đều mong mỏi dịch bệnh được kiểm soát, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn và được tăng lương trở lại trong năm mới.